đến từ nam ca sĩ khác biệt. Máy động, máy động, máy động. Hãy chúc mừng yêu dấu bay. Hey, hop on up, hop on up, grab your guy. OK, xin chào tất cả các bác. Và thực sự với các bác vừa rồi các bác đã được nghe một âm thanh có thể nói là như loa nghe nhạc và rất là hay và tuyệt vời. Tép nó đánh cực kỳ là chi tiết và tiếng bass thì thực sự các bác là nó rất là sâu. Ở đây là đôi loa Eric Bass 25. Ở đây thì em cũng đã mổ hết nội thất của nó ra để cho các bác cùng xem. Con này thì nó sẽ là phân tần niền hậu các bác nhé. Đây, nó rất là to bản và nó niền hậu ở bên trong như này. Ở đời này là đời 2021 các bác nhá, nên nó còn cực kỳ là mới và đẹp cho các bác và anh em chơi các cái mẫu loa cao cấp và giá tiền phù hợp cho các bác. Ở đây là con loa bass, các bác có thể thấy cái bích từ của nó rất là dày. Ở trong tầm giá đây em cũng báo luôn cho các bác là trong tầm giá 5.200.000 đồng một đôi loa như này. Thực sự các bác là ở trên thị trường hiện tại thì các bác cũng chỉ có thể mua được hàng gióng hàng dựng thôi, chứ chưa mua được loa xịn hàng mới. Em vẫn khuyến khích các bác chơi loa thì các bác mua hàng mới, nhưng mà cái giá trị hàng mới con này đến 15-16 triệu chẳng hạn, thế chúng ta đầu tư ra nó khá là cao. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng ở hàng bãi như này, hàng bãi. Và thực sự với các bác là hàng bãi thì bên em hàng bãi chứ không phải hàng bờ, có nghĩa là hàng đẹp tuyển thì em mới làm, chứ còn hàng thay côn thay từ các bác cứ phát hiện không zin nhưng mà tặng luôn cho các bác được chưa. Nghe cái cặp loa này nó rất là đầy đặn tiếng, và các bác lưu ý ở trên thị trường rất là nhiều bên đang fake âm thanh, có nghĩa là người ta thu sẵn một đoạn nhạc ở gốc và người ta chèn vào video. Còn bên em thì các bác có thể em di chuyển cái camera từ đây sang bên này thì là âm thanh nó đã khác biệt rồi. OK, và bây giờ thì các bác hãy trải nghiệm chất âm của bộ loa Eric. Thực sự các bác là nó hay rồi, nhưng mà yêu cầu là một người căn chỉnh nó phải tốt nữa thì nó mới khai thác được hết sức mạnh của đôi loa. Hiện tại em đang kết nối qua một bộ dàn ở thiết bị JBL ở đây. Đó. Đấy các bác nhá, em đang kết nối qua bộ dàn thiết bị JBL ở đây. Thì là nó mới toát được hết ra cái chất âm của bộ âm thanh như này. Cảm giác như em bán cho các bác nhận lại cái giá trị nó cực kỳ cao và hàng cực kỳ đẹp. Thì rất là mong các bác ủng hộ kênh của bên em. Giá em đang chào bán cho các bác là 5.200.000 giá tại cửa hàng. Các bác lấy hàng thì sẽ là khoảng 300.000 tiền cước phí vận chuyển nữa các bác nhé. OK, và em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip mới nhất của bên em. Em xin chào tất cả các bác ạ. Hai, ba,